À, vẫn an toàn ạ. Đây. Đây ạ, nước đây, mênh mông biển nước. Tất cả 4 gia đình ở đây hiện tại có 15 mạng người vẫn an toàn. Chắc là trôi nhiều rồi. Mọi người chia sẻ giúp em với ạ. Bây giờ em lạnh quá, tay run. Mọi người nó ngập than vào là nó lở ngay cửa đấy ra mà. Đây ạ. Đây. Máy gắp ô tô đây. Còn một con xe ben ở cái đầu chỗ kia nữa. Ngập hết rồi. Không còn gì. Lúc ấy vẫn đứng đến đây. 2 tỷ đồng của em. Nước trào vào phát thấy lửa. Tài sản của em bao nhiêu gỗ lạn ạ của anh em. Tiền công nợ rẻ chưa trả. Khổ quá mọi người ơi. Mọi người ơi, chia sẻ giúp em với ạ. À. Ai đang gọi thì tắt đi giúp em với để em tắt trực tiếp một chút ạ. À. Không, nhà nước không biết thì lại bảo là nhà em nói sai sự thật ạ. À. Đây ạ. À. Không cho bất thổ cư ở trên cao thì bọn em ở dưới thấp, mà ở chỗ này có thổ cư thì ở đây ạ. À. Tài sản của em đây. Ô tô của em vừa mua gần 600 bạc. May gấp em mua mới tinh 270 triệu. Xe ben đây. Bây giờ ngập nước hết rồi. 3 máy xẻ trôi hết hàng hóa. Mấy trăm triệu bạc. Mọi người chưa kịp bốc. Tại vì là công ty chưa cho về cho nên là mọi người chưa kịp bốc. Bây giờ ngập hết rồi còn cái gì nữa đâu. Không còn gì nữa. Không cứu được một cái gì. May mấy mẹ con em vẫn an toàn. Bảo ơi, gãy cái này bây giờ. Mọi người chia sẻ giúp em với. Ai cứu được cái gì thì cũng giúp em với. Bây giờ chỉ có máy bay mới cứu được chúng em thôi. Với cái dòng nước này không ai thì cứu được. Mọi người ở trong ở cuộc sống nghe bán đừng ra vội. Để tí nữa đã nước rút tiền ra. Bây giờ nước như thế này ra nguy hiểm lắm. Mọi người ơi, bảo thì nghe. Đây, mọi người nhìn đi. Chắc cả ngày vẫn được mà. Mọi người đừng vội ra cứu ạ. Cứu không cứu được em mà còn mất thêm mạng người. Mình bảo gì phải nghe mình. Bây giờ chỉ có máy bay mới cứu được tôi. Chứ còn con người cano xuồng bè không thể cứu được. Nước xoáy lắm. Máy ô tô vẫn đầy đủ ở đây. Tài sản của em không còn một cái gì. Bằng hết rồi. Em bán một cái xe ô tô cam kết không ngâm đâm đụng không ngập nước ạ. À. Đây mọi người nhìn đi. Bây giờ còn cái gì nữa đâu. Máy gắp lật. Máy gắp lật ngang. Đáng hiểu ai không luôn không ạ. Xưởng của em lật hết luôn. Trôi. Không còn một cái gì. Máy xẻ cũng trôi. Máy móc trôi hết không còn cái gì. Ba máy xẻ. Tiền hàng hóa. Bao nhiêu tiền của em đi hết ra sông ra biển. Với cả gần 2 tỷ bạc của em không còn một cái gì. Đấy bè của các bác kìa. Đã bảo đừng ra, tí nữa nước rút tiền ra. Cứ ra rồi mất tính mạng của một con người. Không thể cứu được đâu mọi người ơi. Bảo thì không nghe. Đã bảo rồi. Nước cao lắm không đi được. Nước sỏi lắm không đi được đâu. Đừng đi nữa Vân ơi. Bảo mọi người đi Vân ơi. Còn người thì còn của Vân ạ. À. Tôi ở trên này an toàn, đừng ra nữa. Bảo mọi người đi. Chưa cơ em bảo đi nghe. Bảo ơi. Nước như thế này thì làm sao mà con người có thể đi được ạ. À? Xuồng bè không thể đi được, đừng đi nữa. Em ở trên này vẫn an toàn, mọi người đừng đi nữa. Bảo thì nghe. Tí nữa lúc nào mà nước rút thì cứu em sau. Em vẫn ở trên này, vẫn có mì tôm, vẫn có nước uống. Mọi người không lo đâu, em cất. May hai đứa trẻ con nhà em nó còn bé nhưng nó biết cất một thùng mì tôm. Không biết là còn bao nhiêu gói nó cất xong là nó cầm một chai nước nữa lên. Vẫn đủ sống cả ngày hôm nay. Mọi người đừng vội ra, bảo thì nghe. Không cứu được đâu, nước xoáy lắm. Bây giờ ra là mất thêm người. Khổ lắm mọi người ơi. Đây, cuộc xóm Na Rau, xã Phủ Lý, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Ngày xưa gọi là xóm Khe Bán, bây giờ dồn xóm gọi là xóm Na Rau. Mọi người ơi, khổ quá thôi. 20 năm vợ chồng em làm trong một đêm không còn một cái gì. Giường, tủ, quần áo, ăn chiếu, tủ lạnh, tivi, hai cái tủ lạnh, ba cái xe máy, một cái ô tô con, một cái máy gấp, một cái xe tải. Không còn một cái gì ạ.
Nước như thế này thì thử nghĩ em có ai đi được không? Máy gắp của em đây, ô tô của em đây. Bây giờ thì còn nên cái gì nữa đâu. Vừa mới mua gần 600 bạc. Gần 600 triệu. Làm cả đời nghĩ là mua được cái xe để đi lại cho nó đỡ khổ. Bây giờ không còn một cái gì. Em chỉ cần nhờ cán bộ xã, phủ lý, huyện Vũ Lương, tỉnh Thái Nguyên, cán bộ huyện, cán bộ tỉnh cấp cho em cái thổ cư ở trên cái chỗ, trên vùng cao, trên cái đất cao ấy ạ. Nhà em hiện có một lô đất cao. Nhờ cán bộ, tất cả các cấp, nhà nước Việt Nam hỗ trợ em, cấp cho em sổ đỏ thôi, chứ em không cần phải là giúp đỡ em cái gì nữa. Nhưng cấp cho em sổ đỏ thì em mới làm được nhà trên đấy ạ. Bây giờ em không dám ở đây nữa, một đêm quá kinh khủng. May mẹ con em, bốn mẹ con em vẫn an toàn đây. Không còn quần áo, không còn gì nữa. Nhưng mà vẫn còn con người là còn của. Đã bảo đừng có đi ra đấy mà. Đi ra ông lực kia thì làm sao mà đi được mọi người ơi. Bảo rồi, nước trôi lắm. Đi không cẩn thận còn mất thêm mạng người nữa. Khổ lắm thôi. Bảo thì không nghe. Ở ngoài này vẫn còn ổn. Bây giờ cứu không cứu được mà mất thêm người thì khổ lắm. Bây giờ chỉ cứu bằng máy bay thôi, không có cái gì cứu được đâu. Giữa cái biển nước này. Em biết là các anh, các bạn thương em, nhưng thương thế này thì em còn khổ hơn ý. Không cứu được đâu. Ở đấy thôi, đừng ra nữa. Bảo thì không nghe, cứ ra. Nhớ làm sao thì khổ hết mọi người thôi. Mẹ ơi, hay là xuống kia đi. Mọi người ơi, em ở xóm Na Dâu, xã Phủ Lý, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Hiện tại là cả gia đình đang ở trên mái nhà vẫn an toàn ạ. Đây ạ, nước đây, mênh mông biển nước. Tất cả bốn gia đình ở đây hiện tại có 15 mạng người vẫn an toàn. Chắc là trôi nhiều rồi. Mọi người chia sẻ giúp em với ạ. Bây giờ em lạnh quá, tay run. Nó ngập phát vào là nó lở ngay cửa đấy ra mà. Đây ạ, đây. Máy gắp ô tô đây. Còn một con xe ben ở cái đầu chỗ kia nữa. Ngập phết rồi. Không còn gì. Lúc ấy vẫn đứng đến đây. 2 tỷ đồng của em. Nước trào vào phát thấy lửa. Tài sản của em bao nhiêu, gỗ lạn à của anh em. Tiền công nợ rẻ chưa trả. Khổ quá mọi người ơi. Mọi người ơi, chia sẻ giúp em với ạ. Ai đang gọi thì tắt đi giúp em với, để em tắt trực tiếp một chút ạ. Không, nhà nước không biết thì lại bảo là nhà em nói sai sự thật ạ. Đây ạ. Không cho mất thổ cư ở trên cao thì bọn em ở dưới thấp. Mà ở chỗ này có thổ cư thì ở đây ạ. Tài sản của em đây. Ô tô của em vừa mua gần 600 bạc. May gấp em mua mới tinh 270 triệu. Xe ben đây. Bây giờ ngập nước hết rồi. 3 máy xẻ trôi hết hàng hóa. Mấy trăm triệu bạc. Mọi người chưa kịp bốc. Tại vì là công ty chưa cho về, cho nên là mọi người chưa kịp bốc. Bây giờ ngập hết rồi, còn cái gì nữa đâu. Không còn gì nữa. Không cứu được một cái gì. May mấy mẹ con em vẫn an toàn. Bảo ơi, gãy cái này bây giờ. Mọi người chia sẻ giúp em với. Ai cứu được cái gì thì cũng giúp em với. Bây giờ chỉ có máy bay mới cứu được chúng em thôi. Với cái dòng nước này không ai thì cứu được. Mọi người ở trong, ở cuộc sống nghe bán đừng ra vội. Để tí nữa đã, nước rút tiền ra. Bây giờ nước như thế này ra nguy hiểm lắm. Mọi người ơi, bảo thì nghe. Đây, mọi người nhìn đi. Chắc cả ngày mới được mà. Mọi người đừng vội ra cứu ạ. Cứu không cứu được em mà còn mất thêm mạng người. Mình bảo thì phải nghe mình. Bây giờ chỉ có máy bay mới cứu được tôi. Chứ còn con người cano xuồng bè không thể cứu được. Nước xoáy lắm. Máy cái ô tô vẫn đầy đủ ở đây. Tài sản của em không còn một cái gì. Hỏng hết rồi. Em bán một cái xe ô tô cam kết không ngâm đâm đụng, không ngập nước ạ. Đây mọi người nhìn đi.
bây giờ còn cái gì nữa đâu. Máy gấp lật ngang như vậy đây. Cái tô thì xưởng của em lật hết luôn. Trôi. Không còn một cái gì. Máy xẻ cũng trôi, máy móc trôi hết, không còn cái gì. Ba máy xẻ. Tiền hàng hóa. Bao nhiêu tiền của em đi hết ra sông ra biển. Với cả gần 2 tỷ bạc của em không còn một cái gì. Đấy, bè của các bác kìa, đã bảo đừng ra, tí nữa nước rút tiếng ra, cứ ra rồi mất tính mạng của một con người, không thể cứu được đâu mọi người ơi, bảo thì không nghe. Đã bảo rồi, nước cao lắm không đi được, nước sỏi lắm không đi được đâu, đừng đi nữa Vân ơi, bảo mọi người đi Vân ơi. Còn người thì còn của Vân ạ, à. Tôi ở trên này an toàn, đừng ra nữa, bảo mọi người đi. Nhưng ơi, em bảo đi nghe. Bảo ơi. Nước như thế này thì làm sao mà con người có thể đi được ạ? À? Xuồng bè không thể đi được, đừng đi nữa. Em ở trên này vẫn an toàn, mọi người đừng đi nữa, bảo đi nghe. Tí nữa, lúc nào mà nước rút thì cứu em sau, em vẫn ở trên này, vẫn có mì tôm, vẫn có nước uống. Mọi người không lo đâu, em cất. May hai đứa trẻ con nhà em, nó còn bé nhưng nó biết cất một thùng mì tôm. Không biết là còn bao nhiêu gói, nó cất xong là nó cầm một chai nước nữa lên, vẫn đủ sống cả ngày hôm nay. Mọi người đừng vội ra, bảo gì nghe. Không cứu được đâu, nước xoáy lắm. Bây giờ ra là mất thêm người, khổ lắm mọi người ơi. Đây, cuộc xóm là rau giáo Phủ Lý, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Ngày xưa gọi là xóm Khe Ván, bây giờ dồn xóm gọi là xóm La Rau. Mọi người ơi, khổ quá thôi. 20 năm vợ chồng em làm, trong một đêm không còn một cái gì. Giường, tủ, quần áo, ăn chiếu, tủ lạnh, tivi, hai cái tủ lạnh, ba cái xe máy, một cái ô tô con, một cái máy gấp, một cái xe tải, không còn một cái gì ạ. Nước như thế này thì thử nghĩ em có ai đi được không. Máy gấp của em đây, ô tô của em đây. Bây giờ thì còn nên cái gì nữa đâu. Vừa mới mua gần 600 bạc. Gần 600 triệu. Làm cả đời nghĩ là mua được cái xe để đi lại cho nó đỡ khổ. Bây giờ không còn một cái gì. Em chỉ cần nhờ cán bộ xã Phủ Lý, huyện Vô Lương, tỉnh Thái Nguyên, cán bộ huyện, cán bộ tỉnh cấp cho em cái thổ cư ở trên cái chỗ, trên vùng cao, trên cái đất cao ấy ạ. Nhà em hiện có một lô đất cao. Nhờ cán bộ, tất cả các cấp, nhà nước Việt Nam hỗ trợ em, cấp cho em sổ đỏ thôi. Chứ em không cần phải là giúp đỡ em cái gì nữa. Nhưng cấp cho em sổ đỏ thì em mới làm được nhà trên đấy ạ. Bây giờ em không dám ở đây nữa, một đêm quá kinh khủng. May mẹ con em, bốn mẹ con em vẫn an toàn đây. Không còn quần áo, không còn gì nữa. Nhưng mà vẫn còn con người là còn của. Đã bảo đừng có đi ra đấy mà. Đi ra ông lực kia thì làm sao mà đi được mọi người ơi. Bảo rồi, nước trôi lắm. Đi không cẩn thận còn mất thêm mạng người nữa. Khổ lắm thôi. Bảo thì không nghe. Ở ngoài này vẫn còn ổn. Bây giờ cứu không cứu được mà mất thêm người thì khổ lắm. Bây giờ chỉ cứu bằng máy bay thôi, không có cái gì cứu được đâu giữa cái biển nước này. Em biết là các anh, các bạn thương em, nhưng thương thế này thì em còn khổ hơn ý. Không cứu được đâu. Ở đấy thôi, đừng ra nữa. Bảo thì không nghe, cứ ra. Nhớ làm sao thì khổ hết mọi người thôi. Mẹ ơi, hay là xuống kia đi. Mọi người ơi, em ở xóm La Rau, xã Phủ Lý, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Hiện tại là cả gia đình đang ở trên mái nhà vẫn an toàn ạ. Đây ạ, nước đây, mênh mông biển nước. Tất cả bốn gia đình ở đây hiện tại có 15 mạng người vẫn an toàn. Chắc là trôi nhiều rồi. Mọi người chia sẻ giúp em với ạ. Bây giờ em lạnh quá, tay run. Nó ngập phát vào là nó lở ngay cửa đấy ra mà. Đây ạ. Đây. Máy gấp ô tô đây. Còn một con xe ben ở cái đầu chỗ kia nữa. Ngập hết rồi. Không còn gì. Lúc ấy vẫn đứng đến đây. 2 tỷ đồng của em. Nước trào vào phát thấy lửa. Tài sản của em bao nhiêu, gỗ lạn à của anh em. Tiền công nó rẻ chưa trả.
khổ quá mọi người ơi. Mọi người ơi, chia sẻ giúp em với ạ. Ai đang gọi thì tắt đi giúp em với, để em tắt trực tiếp một chút ạ. Không, nhà nước không biết thì lại bảo là nhà em nói sai sự thật ạ. Đây ạ. Không cho bất thổ cư ở trên cao thì bọn em ở dưới thấp, mà ở chỗ này có thổ cư thì ở đây ạ. Tài sản của em đây. Ô tô của em vừa mua gần 600 bạc. May gấp em mua mới tinh 270 triệu. Xe ben đây bây giờ ngập nước hết rồi, ba máy xẻ trôi hết hàng hóa mấy trăm triệu bạc, mọi người chưa kịp bốc, tại vì là công ty chưa cho về cho nên là mọi người chưa kịp bốc, bây giờ ngập hết rồi còn cái gì nữa đâu, không còn gì nữa, không cứu được một cái gì. May mấy mẹ con em vẫn an toàn. Bảo ơi, gãy cái này bây giờ. Mọi người chia sẻ giúp em với. Ai cứu được cái gì thì cũng giúp em với. Bây giờ chỉ có máy bay mới cứu được chúng em thôi. Với cái dòng nước này không ai thì cứu được. Mọi người ở trong ở cuộc sống nghe bán đừng ra vội, để tí nữa đã nước rút tiền ra. Bây giờ nước như thế này ra nguy hiểm lắm mọi người ơi. Bảo thì nghe. Đây mọi người nhìn đi. Chắc cả ngày vẫn được mà. Mọi người đừng vội ra cứu ạ. Cứu không cứu được em mà còn mất thêm mạng người. Mình bảo thì phải nghe mình. Bây giờ chỉ có máy bay mới cứu được tôi, chứ còn con người cano xuồng bè không thể cứu được. Nước xoáy lắm. Máy cái ô tô vẫn đầy đủ ở đây. Tài sản của em không còn một cái gì. Bằng hết rồi. Em bán một cái xe ô tô cam kết không ngâm đâm đụng, không ngập nước ạ. Đây mọi người nhìn đi. Bây giờ còn cái gì nữa đâu. Máy gấp lật nha. Tám triệu hai không ạ. Cái tô thì xưởng của em lật hết luôn. Trôi. Không còn một cái gì. Máy xẻ cũng trôi. Máy móc trôi hết, không còn cái gì. Ba máy xẻ. Tiền hàng hóa. Bao nhiêu tiền của em đi hết ra sông ra biển. Với cả gần 2 tỷ bạc của em không còn một cái gì. Đấy bè của các bác kìa. Đã bảo đừng ra, tí nữa nước rút tiền ra, cứ ra rồi mất tính mạng của một con người. Không thể cứu được đâu mọi người ơi, bảo thì không nghe. Đã bảo rồi, nước cao lắm không đi được, nước sỏi lắm không đi được đâu, đừng đi nữa. Vân ơi, bảo mọi người đi Vân ơi. Còn người thì còn của Vân ạ. Tôi ở trên này an toàn, đừng ra nữa. Bảo mọi người đi. Chắc ơi, em bảo đình nghe. Bảo ơi. Nước như thế này thì làm sao mà con người có thể đi được ạ. Xuồng bè không thể đi được, đừng đi nữa. Em ở trên này vẫn an toàn, mọi người đừng đi nữa. Bảo thì nghe. Tí nữa lúc nào mà nước rút thì cứu em sau. Em vẫn ở trên này, vẫn có mì tôm và con nước uống. Mọi người không lo đâu, em cất. May hai đứa trẻ con nhà em nó còn bé nhưng nó biết cất một thùng mì tôm. Không biết là còn bao nhiêu gói nó cất, xong là nó cầm một chai nước nữa lên. Vẫn đủ sống cả ngày hôm nay, mọi người đừng vội ra, bảo thì nghe. Không cứu được đâu, nước xoáy lắm. Bây giờ ra là mất thêm người, khổ lắm mọi người ơi. Đây, cuộc xóm Na Rau, xã Phủ Lý, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Ngày xưa gọi là xóm Khe Bán, bây giờ dồn xóm gọi là xóm Na Rau. Mọi người ơi, khổ quá thôi. 20 năm vợ chồng em làm, trong một đêm không còn một cái gì. Giường, tủ, quần áo, ăn chiếu, tủ lạnh, tivi, hai cái tủ lạnh, ba cái xe máy, một cái ô tô con, một cái máy gấp, một cái xe tải. Không còn một cái gì ạ. Nước như thế này thì thử nghĩ em có ai đi được không. Máy gấp của em đây, ô tô của em đây. Bây giờ thì còn nên cái gì nữa đâu. Vừa mới mua gần 600 bạc. Gần 600 triệu. Làm cả đời nghĩ là mua được cái xe để đi lại cho nó đỡ khổ. Bây giờ không còn một cái gì. Em chỉ cần nhờ cán bộ xã Phủ Lý, huyện Vũ Lương, tỉnh Thái Nguyên, cán bộ huyện, cán bộ tỉnh cấp cho em cái thổ cư ở trên cái chỗ, trên vùng cao, trên cái đất cao ấy ạ. Nhà em hiện có một lô đất cao. Nhờ cán bộ
tất cả các cấp nhà nước Việt Nam hỗ trợ em, cấp cho em sổ đỏ thôi, chứ em không cần phải là giúp đỡ em cái gì nữa. Nhưng cấp cho em sổ đỏ thì em mới làm được nhà trên đấy ạ. Bây giờ em không dám ở đây nữa, một đêm quá kinh khủng. May mẹ con em, bốn mẹ con em vẫn an toàn đây. Không còn quần áo, không còn gì nữa. Nhưng mà vẫn còn con người là còn của. Đã bảo đừng có đi ra đấy mà. Đi ra ông lực kia thì làm sao mà đi được mọi người ơi. Bảo rồi, nước trôi lắm. Đi không cẩn thận còn mất thêm mạng người nữa. Khổ lắm thôi. Bảo thì không nghe. Ở ngoài này vẫn còn ổn. Bây giờ cứu không cứu được mà mất thêm người thì khổ lắm. Bây giờ chỉ cứu bằng máy bay thôi. Không có cái gì cứu được đâu. Giữa cái biển nước này. Em biết là các anh, các bạn thương em. Nhưng thương thế này thì em còn khổ hơn ý. Không cứu được đâu. Ở đấy thôi, đừng ra nữa. Bảo thì không nghe, cứ ra. Nhớ làm sao thì khổ hết mọi người thôi. Mẹ ơi, hay là xuống kia đi. Mọi người ơi, em ở xóm Na Dâu, xã Phủ Lý, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Hiện tại là cả gia đình đang ở trên mái nhà vẫn an toàn ạ. Đây ạ, nước đây, mênh mông biển nước. Tất cả bốn gia đình ở đây hiện tại có 15 mạng người vẫn an toàn. Chắc là trôi nhiều rồi. Mọi người chia sẻ giúp em với ạ. Bây giờ em lạnh quá, tay run. Nó ngập than vào là nó lở ngay cửa đấy mà. Đây ạ, đây. Máy gắp ô tô đây. Còn một con xe ben ở cái đầu chỗ kia nữa. Ngập phết rồi. Không còn gì. Lúc ấy vẫn đứng đến đây. 2 tỷ đồng của em. Nước chào và phát thấy lửa. Tài sản của em bao nhiêu gỗ lạn à, của anh em. Tiền công nó rẻ chưa trả. Khổ quá mọi người ơi. Mọi người ơi, chia sẻ giúp em với ạ. Ai đang gọi thì tắt đi giúp em với, để em tắt trực tiếp một chút ạ. Không, nhà nước không biết thì lại bảo là nhà em nói sai sự thật ạ. Đây ạ. Không cho bất thổ cư ở trên cao thì bọn em ở dưới thấp, mà ở chỗ này có thổ cư thì ở đây ạ. Tài sản của em đây. Ô tô của em vừa mua gần 600 bạc. Máy gắp em mua mới tinh 270 triệu. Xe ben đây. Bây giờ ngập nước hết rồi. 3 máy xẻ trôi hết hàng hóa. Mấy trăm triệu bạc. Mọi người chưa kịp bốc. Tại vì là công ty chưa cho về, cho nên là mọi người chưa kịp bốc. Bây giờ ngập hết rồi. Còn cái gì nữa đâu. Không còn gì nữa. Không cứu được một cái gì. May mấy mẹ con em vẫn an toàn. Bảo ơi, gãy cái này bây giờ. Mọi người chia sẻ giúp em với. Ai cứu được cái gì thì cũng giúp em với. Bây giờ chỉ có máy bay mới cứu được chúng em thôi. Với cái dòng nước này không ai thì cứu được. Mọi người ở trong ở cuộc sống khe ván đừng ra vội, để tí nữa đã. Nước rút tiện ra. Bây giờ nước như thế này ra nguy hiểm lắm mọi người ơi. Bảo thì nghe. Đây mọi người nhìn đi. Chắc là cả ngày mới được mà. Mọi người đừng vội ra cứu ạ. Cứu không cứu được em mà còn mất thêm mạng người. Mình bảo thì phải nghe mình. Bây giờ chỉ có máy bay mới cứu được tôi. Chứ còn con người cano xuồng bè không thể cứu được. Nước xoáy lắm. Máy ô tô vẫn đầy đủ ở đây. Tài sản của em không còn một cái gì. Hỏng hết rồi. Em bán một cái xe ô tô cam kết không ngâm đâm đụng, không ngập nước ạ. Đây mọi người nhìn đi. Bây giờ còn cái gì nữa đâu. Máy gắp lật. Máy gắp lật. 8 triệu 20 con không ạ. Xưởng của em lật hết luôn. Trôi. Không còn một cái gì. Máy xẻ cũng trôi. Máy móc trôi hết, không còn cái gì. 3 máy xẻ. Tiền hàng hóa. Bao nhiêu tiền của em đi hết ra sông ra biển. Với cả gần 2 tỷ bạc của em không còn một cái gì. Đấy bè của các bác kìa. Đã bảo đừng ra, tí nữa nước rút tiếng ra, cứ ra rồi mất tính mạng của một con người. Không thể cứu được đâu mọi người ơi. Bảo thì không nghe.
đã bảo rồi, nước cao lắm không đi được, nước sỏi lắm không đi được đâu, đừng đi nữa Vân ơi. Bảo mọi người đi Vân ơi. Còn người thì còn của Vân ạ, tôi ở trên này an toàn, đừng ra nữa, bảo mọi người đi. Chắc ơi em bảo đi nghe. Bảo ơi, nước như thế này thì làm sao mà con người có thể đi được ạ? Xuồng bè không thể đi được, đừng đi nữa. Em ở trên này vẫn an toàn, mọi người đừng đi nữa, bảo gì nghe. Tí nữa lúc nào mà nước rút thì cứu em sau. Em vẫn ở trên này, vẫn có mì tôm, vẫn có nước uống. Mọi người không lo đâu, em cất. May hai đứa trẻ con nhà em nó còn bé nhưng nó biết cất một thùng mì tôm. Không biết là còn bao nhiêu gói, nó cất xong là nó cầm một chai nước nữa lên, vẫn đủ sống cả ngày hôm nay. Mọi người đừng vội ra, bảo gì nghe. Không cứu được đâu, nước xoáy lắm. Bây giờ ra là mất thêm người, khổ lắm mọi người ơi. Đây, cuộc xóm là rau, giáo Phủ Lý, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Ngày xưa gọi là xóm Khe Ván, bây giờ dồn xóm gọi là xóm La Rau. Mọi người ơi, khổ quá thôi. 20 năm vợ chồng em làm, trong một đêm không còn một cái gì. Giường, tủ, quần áo, ăn chiếu, tủ lạnh, tivi, hai cái tủ lạnh, ba cái xe máy, một cái ô tô con, một cái máy gấp, một cái xe tải. Không còn một cái gì ạ. Nước như thế này thì từng nghĩ em có ai đi được không? Máy gấp của em đây, ô tô của em đây. Bây giờ thì còn nên cái gì nữa đâu. Vừa mới mua gần 600 bạc, gần 600 triệu. Làm cả đời nghĩ là mua được cái xe để đi lại cho nó đỡ khổ. Bây giờ không còn một cái gì. Em chỉ cần nhờ cán bộ xã Phủ Lý, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên, cán bộ huyện, cán bộ tỉnh cấp cho em cái thổ cư ở trên cái chỗ, trên vùng cao, trên cái đất cao ấy ạ. Nhà em hiện có một lô đất cao. Nhờ cán bộ, tất cả các cấp, nhà nước Việt Nam hỗ trợ em, cấp cho em sổ đỏ thôi, chứ em không cần phải là giúp đỡ em cái gì nữa. Nhưng cấp cho em sổ đỏ thì em mới làm được nhà trên đấy ạ. Bây giờ em không dám ở đây nữa, một đêm quá kinh khủng. May mẹ con em, bốn mẹ con em vẫn an toàn đây. Không còn quần áo, không còn gì nữa. Nhưng mà vẫn còn con người là còn của. Đã bảo đừng có đi ra đấy mà. Đi ra ông lực kia thì làm sao mà đi được mọi người ơi. Bảo rồi, nước trôi lắm. Đi không cẩn thận còn mất thêm mạng người nữa. Khổ lắm thôi. Bảo thì không nghe. Ở ngoài này vẫn còn ổn. Bây giờ cứu không cứu được mà mất thêm người thì khổ lắm. Bây giờ chỉ cứu bằng máy bay thôi, không có cái gì cứu được đâu dưới cái biển nước này. Em biết là các anh, các bạn thương em, nhưng thương thế này thì em còn khổ hơn ý. Không cứu được đâu. Ở đấy thôi, đừng ra nữa. Bảo thì không nghe, cứ ra. Nhớ làm sao thì khổ hết mọi người thôi. Mẹ ơi, hay là xuống kia đi. Mọi người ơi, em ở xóm La Rau, xã Phủ Lý, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Hiện tại là cả gia đình đang ở trên mái nhà vẫn an toàn ạ. Đây ạ, nước đây, mênh mông biển nước. Tất cả bốn gia đình ở đây hiện tại có 15 mạng người vẫn an toàn. Chắc là trôi nhiều rồi. Mọi người chia sẻ giúp em với ạ. Bây giờ em lạnh quá, tay run. Nó ngập than vào là nó lở ngay cửa đấy em ạ. Đây ạ. Đây. Máy gắp ô tô đây. Còn một con xe ben ở cái đầu chỗ kia nữa. Ngập phết rồi. Không còn gì. Lúc ấy vẫn đứng đến đây. 2 tỷ đồng của em. Nước chào và phát thấy lửa. Tài sản của em bao nhiêu, gỗ lạn ạ của anh em. Tiền công nó rẻ chưa trả. Khổ quá mọi người ơi. Mọi người ơi, chia sẻ giúp em với ạ. Ai đang gọi thì tắt đi giúp em với, để em phát trực tiếp một chút ạ. Không, nhà nước không biết thì lại bảo là nhà em nói sai sự thật ạ. Đây ạ. Không cho bất thổ cư ở trên cao thì bọn em ở dưới thấp, mà ở chỗ này có thổ cư thì ở đây ạ. Tài sản của em đây. Ô tô của em vừa mua gần
được quyển 600 bạc. Mày gặp em mua mới tinh 270 triệu. Xe Ben đây bây giờ ngập nước hết rồi, ba máy xẻ trôi hết hàng hóa mấy trăm triệu bạc, mọi người chưa kịp bốc, tại vì là công ty chưa cho về cho nên là mọi người chưa kịp bốc, bây giờ ngập hết rồi còn cái gì nữa đâu, không còn gì nữa, không cứu được một cái gì. May mấy mẹ con em vẫn an toàn. Bảo ơi, gãy cái này bây giờ. Mọi người chia sẻ giúp em với, ai cứu được cái gì thì giúp em với. Bây giờ chỉ có máy bay mới cứu được chúng em thôi. Với cái dòng nước này không ai thì cứu được. Mọi người ở trong ở cuộc sống nghe bán đừng ra vội, để tí nữa đã, nước rút tiện ra. Bây giờ nước như thế này ra nguy hiểm lắm mọi người ơi, bảo thì nghe. Đây mọi người nhìn đi, chắc cả ngày mới được mà. Mọi người đừng vội ra cứu ạ. Cứu không cứu được em mà còn mất thêm mạng người. Mình bảo thì phải nghe mình. Bây giờ chỉ có máy bay mới cứu được tôi, chứ còn con người cano xuồng bè không thể cứu được. Nước xoáy lắm. Máy ô tô vẫn đầy đủ ở đây. Tài sản của em không còn một cái gì. Bằng hết rồi. Em bán một cái xe ô tô cam kết không ngâm đâm đụng không ngập nước ạ. Đây mọi người nhìn đi. Bây giờ còn cái gì nữa đâu. Máy gấp lật. Máy gấp lật. Bán cho ai mà không ạ. Cái tô thì xưởng của em lật hết luôn. Trôi. Không còn một cái gì. Máy xẻ cũng trôi. Máy móc trôi hết không còn cái gì. Ba máy xẻ. Tiền hàng hóa. Bao nhiêu tiền của em đi hết ra sông ra biển. Với cả gần 2 tỷ bạc của em không còn một cái gì. Đấy bè của các bác kìa kìa. Đã bảo đừng ra, tí nữa nước rút tiếng ra, cứ ra rồi mất tính mạng của một con người. Không thể cứu được đâu mọi người ơi, bảo thì không nghe. Đã bảo rồi, nước cao lắm không đi được, nước trội lắm không đi được đâu, đừng đi nữa Vân ơi. Bảo mọi người đi Vân ơi. Còn người thì còn của Vân ạ. Tôi ở trên này an toàn, đừng ra nữa. Bảo mọi người đi. Trước ơi em bảo đình nghe. Bảo ơi. Nước như thế này thì làm sao mà con người có thể đi được ạ. Xuồng bè không thể đi được, đừng đi nữa. Em ở trên này vẫn an toàn, mọi người đừng đi nữa. Bảo thì nghe. Tí nữa lúc nào mà nước rút thì cứu em sau. Em vẫn ở trên này, vẫn có mì tôm và con nước uống. Mọi người không lo đâu, em cất. May hai đứa trẻ con nhà em nó còn bé nhưng nó biết cất một thùng mì tôm. Không biết là còn bao nhiêu gói nó cất, xong là nó cầm một chai nước nữa lên. Vẫn đủ sống cả ngày hôm nay. Mọi người đừng vội ra, bảo gì nghe. Không cứu được đâu, nước xoáy lắm. Bây giờ ra là mất thêm người. Khổ lắm mọi người ơi. Đây, cuộc xóm là rau giáo Phủ Lý, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Ngày xưa gọi là xóm khe bán, bây giờ dồn xóm gọi là xóm La Rau. Mọi người ơi, khổ quá thôi. 20 năm vợ chồng em làm, trong một đêm không còn một cái gì. Giường, tủ quần áo, ăn chiếu, tủ lạnh, tivi, hai cái tủ lạnh, ba cái xe máy, một cái ô tô con, một cái máy gấp, một cái xe tải, không còn một cái gì ạ. Nước như thế này thì tự nghĩ em có ai đi được không. Máy gắp của em đây, ô tô của em đây. Bây giờ thì còn nên cái gì nữa đâu. Vừa mới mua gần 600 bạc. Gần 600 triệu. Làm cả đời nghĩ là mua được cái xe để đi lại cho nó đỡ khổ. Bây giờ không còn một cái gì. Em chỉ cần nhờ cán bộ xã Phủ Lý, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên, cán bộ huyện, cán bộ tỉnh cấp cho em cái thổ cư ở trên cái chỗ, trên vùng cao, trên cái đất cao ấy ạ. Nhà em hiện có một lô đất cao. Nhờ cán bộ, tất cả các cấp, nhà nước Việt Nam hỗ trợ em, cấp cho em sổ đỏ thôi. Chứ em không cần phải là giúp đỡ em cái gì nữa. Nhưng cấp cho em sổ đỏ thì em mới làm được nhà trên đấy ạ. Bây giờ em không dám ở đây nữa, một đêm quá kinh khủng. May mẹ con em, bốn mẹ con em vẫn an toàn đây. Không còn quần áo. Không còn gì nữa. Nhưng mà vẫn còn con người là còn của. Đã bảo đừng có đi ra đấy mà. Đi ra ông lực kia thì làm sao mà đi được mọi người ơi. Bảo rồi. Nước trôi lắm.
Ni không cẩn thận còn mất thêm mạng người nữa, khổ lắm rồi. Bảo thì không nghe. Ở ngoài này vẫn còn ổn. Bây giờ cứu không cứu được mà mất thêm người thì khổ lắm. Bây giờ chỉ cứu bằng máy bay thôi, không có cái gì cứu được đâu dưới cái biển nước này. Em biết là các anh, các bạn thương em, nhưng thương thế này thì em còn khổ hơn ý. Không cứu được đâu. Ở đấy thôi, đừng ra nữa. Bảo thì không nghe, cứ ra. Giờ làm sao thì khổ hết mọi người thôi. Mẹ ơi, hay là xuống kia đi. Mọi người ơi, em ở xóm Na Dâu, xã Phủ Lý, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Hiện tại là cả gia đình đang ở trên mái nhà vẫn an toàn ạ. Đây ạ, nước đây, mênh mông biển nước. Tất cả 4 gia đình ở đây hiện tại có 15 mạng người vẫn an toàn. Chắc là trôi nhiều rồi. Mọi người chia sẻ giúp em với ạ. Bây giờ em lạnh quá, tay run. Nó ngập than vào là nó lở ngay cửa đấy mà. Đây ạ, đây. Máy gắp ô tô đây. Còn một con xe ben ở cái đầu chỗ kia nữa. Ngập hết rồi. Không còn gì. Lúc ấy vẫn đứng đến đây. 2 tỷ đồng của em. Nước chào và phát thấy lửa. Tài sản của em bao nhiêu, gỗ lạn ạ của anh em. Tiền công nó rẻ chưa trả. Khổ quá mọi người ơi. Mọi người ơi, chia sẻ giúp em với ạ. Ai đang gọi thì tắt đi giúp em với, để em phát trực tiếp một chút ạ. Không, nhà nước không biết thì lại bảo là nhà em nói sai sự thật ạ. Đây ạ. Không cho bất thổ cư ở trên cao thì bọn em ở dưới thấp, mà ở chỗ này có thổ cư thì ở đây ạ. Tài sản của em đây. Ô tô của em vừa mua gần 600 bạc. May gấp em mua mới tinh 270 triệu. Xe ben đây. Bây giờ ngập nước hết rồi. 3 máy xẻ trôi hết hàng hóa. Mấy trăm triệu bạc. Mọi người chưa kịp bốc. Tại vì là công ty chưa cho về, cho nên là mọi người chưa kịp bốc. Bây giờ ngập hết rồi, còn cái gì nữa đâu. Không còn gì nữa. Không cứu được một cái gì. May mấy mẹ con em vẫn an toàn. Bảo ơi, gãy cái này bây giờ. Mọi người chia sẻ giúp em với. Ai cứu được cái gì thì cũng giúp em với. Bây giờ chỉ có máy bay mới cứu được chúng em thôi. Với cái dòng nước này không ai thì cứu được. Mọi người ở trong ở cuộc sống nghe bán đừng ra vội, để tí nữa đã. Nước rút tiện ra. Bây giờ nước như thế này ra nguy hiểm lắm mọi người ơi. Bảo thì nghe. Đây mọi người nhìn đi. Chắc cả ngày cũng được mà. Mọi người đừng vội ra cứu ạ. Cứu không cứu được em mà còn mất thêm mạng người. Mình bảo thì phải nghe mình. Bây giờ chỉ có máy bay mới cứu được tôi, chứ còn con người cano xuồng bè không thể cứu được. Nước xoáy lắm. Máy cái ô tô vẫn đầy đủ ở đây. Tài sản của em không còn một cái gì. Hỏng hết rồi. Em bán một cái xe ô tô, cam kết không ngâm đâm đụng, không ngập nước ạ. Đây mọi người nhìn đi. Bây giờ còn cái gì nữa đâu. Máy gắp lật. Máy gắp lật nha. Cái tô này xưởng của em lật hết luôn. Trôi. Không còn một cái gì. Máy xẻ cũng trôi. Máy móc trôi hết, không còn cái gì. 3 máy xẻ. Tiền hàng hóa. Bao nhiêu tiền của em đi hết ra sông ra biển. Với cả gần 2 tỷ bạc của em không còn một cái gì. Đấy bè của các bác kìa. Đã bảo đừng ra, tí nữa nước rút tiện ra, cứ ra rồi mất tính mạng của một con người. Không thể cứu được đâu mọi người ơi, bảo thì không nghe. Đã bảo rồi, nước cao lắm không đi được, nước sỏi lắm không đi được đâu, đừng đi nữa. Vân ơi, bảo mọi người đi Vân ơi. Còn người thì còn của Vân ạ. Tôi ở trên này an toàn, đừng ra nữa. Bảo mọi người đi. Trước ơi, em bảo đình nghe. Bảo ơi. Nước như thế này thì làm sao mà con người có thể đi được ạ. Xuồng bè không thể đi được, đừng đi nữa. Em ở trên này vẫn an toàn, mọi người đừng đi nữa. Bảo thì nghe.
Tí nữa lúc nào mà nước rút thì cứu em sau. Em vẫn ở trên này, vẫn có mì tôm, vẫn có nước uống. Mọi người không lo đâu, em cất. May hai đứa trẻ con nhà em nó còn bé nhưng nó biết cất một thùng mì tôm. Không biết là còn bao nhiêu gói, nó cất xong là nó cầm một chai nước nữa lên, vẫn đủ sống cả ngày hôm nay. Mọi người đừng vội ra, bảo gì nghe, không cứu được đâu, nước xoáy lắm. Bây giờ ra là mất thêm người, khổ lắm mọi người ơi. Đây, cổ xóm là rau giáo Phủ Lý, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Ngày xưa gọi là xóm Khe Bán, bây giờ dồn xóm gọi là xóm La Rau. Mọi người ơi, khổ quá thôi. 20 năm vợ chồng em làm, trong một đêm không còn một cái gì. Giường, tủ, quần áo, ăn chiếu, tủ lạnh, tivi, hai cái tủ lạnh, ba cái xe máy, một cái ô tô con, một cái máy gấp, một cái xe tải, không còn một cái gì ạ. Nước như thế này thì tự nghĩ em có ai đi được không. Máy gấp của em đây, ô tô của em đây. Bây giờ thì còn nên cái gì nữa đâu. Vừa mới mua gần 600 bạc, gần 600 triệu. Làm cả đời nghĩ là mua được cái xe để đi lại cho nó đỡ khổ. Bây giờ không còn một cái gì. Em chỉ cần nhờ cán bộ xã Phủ Lý, huyện Vũ Lương, tỉnh Thái Nguyên, cán bộ huyện, cán bộ tỉnh cấp cho em cái thổ cư ở trên cái chỗ, trên vùng cao, trên cái đất cao ấy ạ. Nhà em hiện có một lô đất cao. Nhờ cán bộ, tất cả các cấp, nhà nước Việt Nam hỗ trợ em, cấp cho em sổ đỏ thôi, chứ em không cần phải là giúp đỡ em cái gì nữa. Nhưng cấp cho em sổ đỏ thì em mới làm được nhà trên đấy ạ. Bây giờ em không dám ở đây nữa, một đêm quá kinh khủng. May mẹ con em, bốn mẹ con em vẫn an toàn đây. Không còn quần áo, không còn gì nữa. Nhưng mà vẫn còn con người là còn của. Đã bảo đừng có đi ra đấy mà. Đi ra ông lực kia thì làm sao mà đi được. Mọi người ơi, bảo rồi, nước trôi lắm. Đi không cẩn thận còn mất thêm mạng người nữa. Khổ lắm thôi. Bảo thì không nghe. Ở ngoài này vẫn còn ổn. Bây giờ cứu không cứu được mà mất thêm người thì khổ lắm. Bây giờ chỉ cứu bằng máy bay thôi, không có cái gì cứu được đâu giữa cái biển nước này. Em biết là các anh, các bạn thương em, nhưng thương thế này thì em còn khổ hơn ý. Không cứu được đâu. Ở đấy thôi, đừng ra nữa. Bảo thì không nghe, cứ ra. Nhớ làm sao thì khổ hết mọi người thôi. Mẹ ơi, hay là xuống kia đi. Mọi người ơi, em ở xóm La Rau, xã Phủ Lý, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Hiện tại là cả gia đình đang ở trên mái nhà vẫn an toàn ạ. Đây ạ, nước đây, mênh mông biển nước. Tất cả bốn gia đình ở đây hiện tại có 15 mạng người vẫn an toàn. Chắc là trôi nhiều rồi. Mọi người chia sẻ giúp em với ạ. Bây giờ em lạnh quá, tay run. Nó ngập khăn vào là nó lở ngay cửa đấy ra mà. Đây ạ. Đây. Máy gắp ô tô đây. Còn một con xe ben ở cái đầu chỗ kia nữa. Ngập hết rồi. Không còn gì. Lúc ấy vẫn đứng đến đây. 2 tỷ đồng của em. Nước chào và phát thấy lửa. Tài sản của em bao nhiêu, gỗ lạn ạ của anh em. Tiền công nợ rẻ chưa trả. Khổ quá mọi người ơi. Mọi người ơi, chia sẻ giúp em với ạ. À, ai đang gọi thì tắt đi giúp em với, để em tắt trực tiếp một chút ạ. À, không, nhà nước không biết thì lại bảo là nhà em nói sai sự thật ạ. À, đây ạ. À, không cho bắt thổ cư ở trên cao thì bọn em ở dưới thấp, mà ở chỗ này có thổ cư thì ở đây ạ. À, tài sản của em đây, ô tô của em vừa mua gần 600 bạc. May gấp em mua mới tinh 270 triệu. Xe ben đây, bây giờ ngập nước hết rồi. Ba máy xẻ trôi hết hàng hóa, mấy trăm triệu bạc. Mọi người chưa kịp bốc, tại vì là công ty chưa cho về cho nên là mọi người chưa kịp bốc. Bây giờ ngập hết rồi, còn cái gì nữa đâu. Không còn gì nữa, không cứu được một cái gì. May mấy mẹ con em vẫn an toàn. Bảo ơi, gãy cái này bây giờ. Mọi người chia sẻ giúp em với.
ai cứu được cái gì thì cũng giúp em với. Bây giờ chỉ có máy bay mới cứu được chúng em thôi. Với cái dòng nước này không ai thì cứu được. Mọi người ở trong ở cuộc sống cái ván đừng ra vội, để tí nữa đã nước rút tiếng ra. Bây giờ nước như thế này ra nguy hiểm lắm mọi người ơi, bảo thì nghe. Đây mọi người nhìn đi, chắc cả ngày vẫn được mà. Mọi người đừng vội ra cứu ạ. Cứu không cứu được em mà còn mất thêm mạng người, mình bảo gì phải nghe mình. Bây giờ chỉ có máy bay mới cứu được tôi, chứ còn con người cano xuồng bè không thể cứu được. Nước xoáy lắm. Bằng hết luôn. Máy ô tô vẫn đầy đủ ở đây. Tài sản của em không còn một cái gì. Bằng hết rồi. Em bán một cái xe ô tô, cam kết không ngâm đâm đụng, không ngập nước ạ. Đây mọi người nhìn đi. Bây giờ còn cái gì nữa đâu. Máy gấp lật. Máy gấp lật ngang. 8 triệu 20 không ạ? Xưởng của em lật hết luôn. Trôi. Không còn một cái gì. Máy xẻ cũng trôi. Máy móc trôi hết, không còn cái gì. Ba máy xẻ. Tiền hàng hóa. Bao nhiêu tiền của em đi hết ra sông ra biển. Với cả gần 2 tỷ bạc của em không còn một cái gì. Đấy bè của các bác kìa. Đã bảo đừng ra, tí nữa nước rút tiếng ra, cứ ra rồi mất tính mạng của một con người không thể cứu được đâu mọi người ơi, bảo thì không nghe. Đã bảo rồi, nước cao lắm không đi được, nước sỏi lắm không đi được đâu, đừng đi nữa Vân ơi, bảo mọi người đi Vân ơi. Còn người thì còn của Vân ạ, tôi ở trên này an toàn, đừng ra nữa, bảo mọi người đi. Nhưng ơi, em bảo đi nghe. Bảo ơi. Nước như thế này thì làm sao mà con người có thể đi được ạ? Xuồng bè không thể đi được, đừng đi nữa. Em ở trên này vẫn an toàn, mọi người đừng đi nữa, bảo đi nghe. Tí nữa lúc nào mà nước rút thì cứu em sau. Em vẫn ở trên này, vẫn có mì tôm, vẫn có nước uống. Mọi người không lo đâu, em cất. May hai đứa trẻ con nhà em nó còn bé nhưng nó biết cất một thùng mì tôm. Không biết là còn bao nhiêu gói, nó cất xong là nó cầm một chai nước nữa lên, vẫn đủ sống cả ngày hôm nay. Mọi người đừng vội ra, bảo thì nghe. Không cứu được đâu, nước xoáy lắm. Bây giờ ra là mất thêm người, khổ lắm mọi người ơi. Đây, cuộc xóm là rau giáo Phủ Lý, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Ngày xưa gọi là xóm Khe Bán, bây giờ dồn xóm gọi là xóm La Rau. Mọi người ơi, khổ quá thôi. 20 năm vợ chồng em làm trong một đêm không còn một cái gì. Giường, tủ, quần áo, ăn chiếu, tủ lạnh, tivi, hai cái tủ lạnh, ba cái xe máy, một cái ô tô con, một cái máy gấp, một cái xe tải. Không còn một cái gì ạ. Nước như thế này thì thử nghĩ em có ai đi được không. Máy gấp của em đây, ô tô của em đây. Bây giờ thì còn nên cái gì nữa đâu. Vừa mới mua gần 600 bạc. Gần 600 triệu. Làm cả đời nghĩ là mua được cái xe để đi lại cho nó đỡ khổ. Bây giờ không còn một cái gì. Em chỉ cần nhờ cán bộ xã Phủ Lý, huyện Vô Lương, tỉnh Thái Nguyên, cán bộ huyện, cán bộ tỉnh cấp cho em cái thổ cư ở trên cái chỗ, trên vùng cao, trên cái đất cao ấy ạ. Nhà em hiện có một lô đất cao. Nhờ cán bộ, tất cả các cấp, nhà nước Việt Nam hỗ trợ em, cấp cho em sổ đỏ thôi. Chứ em không cần phải là giúp đỡ em cái gì nữa. Nhưng cấp cho em sổ đỏ thì em mới làm được nhà trên đấy ạ. Bây giờ em không dám ở đây nữa. Một đêm quá kinh khủng. May mẹ con em, bốn mẹ con em vẫn an toàn đây. Không còn quần áo. Không còn gì nữa. Nhưng mà vẫn còn con người là còn của. Đã bảo đừng có đi ra đấy mà. Đi ra ông lực kia thì làm sao mà đi được mọi người ơi. Bảo rồi. Nước trôi lắm. Đi không cẩn thận còn mất thêm mạng người nữa. Khổ lắm thôi. Bảo thì không nghe. Ở ngoài này vẫn còn ổn. Bây giờ cứu không cứu được mà mất thêm người thì khổ lắm. Bây giờ chỉ cứu bằng máy bay thôi, không có cái gì cứu được đâu. Giữa cái biển nước này, em biết là các anh, các bạn thương em, nhưng thương thế này thì em còn khổ hơn ý. Không cứu được đâu.
ở đấy thôi, đừng ra nữa. Bảo thì không nghe, cứ ra. Nhỡ làm sao thì gổ hết mọi người thôi. Mẹ ơi, hay là xuống kia đi. Mọi người ơi, em ở xóm Na Dâu, xã Phủ Lý, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Hiện tại là cả gia đình đang ở trên mái nhà vẫn an toàn ạ. Đây ạ, nước đây, mênh mông biển nước. Tất cả 4 gia đình ở đây hiện tại có 15 mạng người vẫn an toàn. Chắc là trôi nhiều rồi. Mọi người chia sẻ giúp em với ạ. Bây giờ em lạnh quá, tay run. Nó ngập than vào là nó lở ngay cửa đấy ra mà. Đây ạ. Đây. Máy gắp ô tô đây. Còn một con xe ben ở cái đầu chỗ kia nữa. Ngập hết rồi. Không còn gì. Lúc ấy vẫn đứng đến đây. 2 tỷ đồng của em. Nước chào và phát thấy lửa. Tài sản của em bao nhiêu, gỗ lạn à của anh em. Tiền công nợ rẻ chưa trả. Khổ quá mọi người ơi. Mọi người ơi, chia sẻ giúp em với ạ. Ai đang gọi thì tắt đi giúp em với, để em thoát trực tiếp một chút ạ. Không, nhà nước không biết thì lại bảo là nhà em nói sai sự thật ạ. Đây ạ. Không cho bất thổ cư ở trên cao thì bọn em ở dưới thấp, mà ở chỗ này có thổ cư thì ở đây ạ. Tài sản của em đây. Ô tô của em vừa mua gần 600 bạc. May gấp em mua mới tinh 270 triệu. Xe ben đây. Bây giờ ngập nước hết rồi. 3 máy xẻ trôi hết hàng hóa. Mấy trăm triệu bạc. Mọi người chưa kịp bốc. Tại vì là công ty chưa cho về, cho nên là mọi người chưa kịp bốc. Bây giờ ngập hết rồi, còn cái gì nữa đâu. Không còn gì nữa. Không cứu được một cái gì. May mấy mẹ con em vẫn an toàn. Bảo ơi, gãy cái này bây giờ. Mọi người chia sẻ giúp em với. Ai cứu được cái gì thì cũng giúp em với. Bây giờ chỉ có máy bay mới cứu được chúng em thôi. Với cái dòng nước này không ai thì cứu được. Mọi người ở trong ở cuộc sống nghe bán đừng ra vội, để tí nữa đã nước rút tiền ra. Bây giờ nước như thế này ra nguy hiểm lắm mọi người ơi. Bảo thì nghe. Đây mọi người nhìn đi. Chắc cả ngày cũng được mà. Mọi người đừng vội ra cứu ạ. Cứu không cứu được em mà còn mất thêm mạng người. Mình bảo thì phải nghe mình. Bây giờ chỉ có máy bay mới cứu được tôi, chứ còn con người cano xuồng bè không thể cứu được. Nước xoáy lắm. Mấy cái ô tô vẫn đầy đủ ở đây. Tài sản của em không còn một cái gì. Bằng hết rồi. Em bán một cái xe ô tô cam kết không ngâm đâm đụng, không ngập nước ạ. Đây mọi người nhìn đi. Bây giờ còn cái gì nữa đâu. Máy gắp lật ạ. Xưởng của em lật hết luôn. Trôi. Không còn một cái gì. Máy xẻ cũng trôi. Máy móc trôi hết, không còn cái gì. 3 máy xẻ. Tiền hàng hóa. Bao nhiêu tiền của em đi hết ra sông ra biển. Với cả gần 2 tỷ bạc của em không còn một cái gì. Đấy, bè của các bác kìa, đã bảo đừng ra, tí nữa nước rút tiền ra, cứ ra rồi mất tính mạng của một con người không thể cứu được đâu mọi người ơi. Bảo thì không nghe. Đã bảo rồi, nước cao lắm không đi được, nước sỏi lắm không đi được đâu. Đừng đi nữa Vân ơi, bảo mọi người đi Vân ơi. Còn người thì còn của Vân ạ. Tôi ở trên này an toàn, đừng ra nữa. Bảo mọi người đi. Nhưng ơi, em bảo đi nghe. Bảo ơi. Nước như thế này thì làm sao mà con người có thể đi được ạ. Xuồng bè không thể đi được, đừng đi nữa. Em ở trên này vẫn an toàn, mọi người đừng đi nữa. Bảo thì nghe. Tí nữa lúc nào mà nước rút thì cứu em sau. Em vẫn ở trên này, vẫn có mì tôm và con nước uống. Mọi người không lo đâu, em cất. May hai đứa trẻ con nhà em nó còn bé nhưng nó biết cất một thùng mì tôm. Không biết là còn bao nhiêu gói, nó cất xong là nó cầm một chai nước nữa lên. Vẫn đủ sống cả ngày hôm nay. Mọi người đừng vội ra, bảo thì nghe. Không cứu được đâu, nước xoáy lắm. Bây giờ ra là mất thêm người. Khổ lắm mọi người ơi. Đây, cuộc xóm Na Rau, xã Phủ Lý, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên.
ngày xưa gọi là xóm Khe Ván, bây giờ dồn xóm gọi là xóm La Rau. Mọi người ơi, khổ quá thôi. 20 năm vợ chồng em làm trong một đêm không còn một cái gì. Giường, tủ, quần áo, ăn chiếu, tủ lạnh, tivi, hai cái tủ lạnh, ba cái xe máy, một cái ô tô con, một cái máy gấp, một cái xe tải. Không còn một cái gì ạ. Nước như thế này thì thử nghĩ em có ai đi được không. Máy gấp của em đây, ô tô của em đây. Bây giờ thì còn nên cái gì nữa đâu. Vừa mới mua gần 600 bạc, gần 600 triệu. Làm cả đời nghĩ là mua được cái xe để đi lại cho nó đỡ khổ. Bây giờ không còn một cái gì. Em chỉ cần nhờ cán bộ xã, phủ lý, huyện Vũ Lương, tỉnh Thái Nguyên, cán bộ huyện, cán bộ tỉnh cấp cho em cái thổ cư ở trên cái chỗ, trên vùng cao, trên cái đất cao ấy ạ. Nhà em hiện có một lô đất cao. Nhờ cán bộ, tất cả các cấp, nhà nước Việt Nam hỗ trợ em, cấp cho em sổ đỏ thôi, chứ em không cần phải là giúp đỡ em cái gì nữa. Nhưng cấp cho em sổ đỏ thì em mới làm được nhà trên đấy ạ. Bây giờ em không dám ở đây nữa, một đêm quá kinh khủng. May mẹ con em, bốn mẹ con em vẫn an toàn đây. Không còn quần áo, không còn gì nữa. Nhưng mà vẫn còn con người là còn của. Đã bảo đừng có đi ra đấy mà. Đi ra ông lực kia thì làm sao mà đi được mọi người ơi. Bảo rồi, nước trôi lắm. Đi không cẩn thận còn mất thêm mạng người nữa. Khổ lắm thôi. Bảo thì không nghe. Ở ngoài này vẫn còn ổn. Bây giờ cứu không cứu được mà mất thêm người thì khổ lắm. Bây giờ chỉ cứu bằng máy bay thôi, không có cái gì cứu được đâu. Giữa cái biển nước này. Em biết là các anh, các bạn thương em, nhưng thương thế này thì em còn khổ hơn ý. Không cứu được đâu. Ở đấy thôi, đừng ra nữa. Bảo thì không nghe, cứ ra. Nhớ làm sao thì khổ hết mọi người thôi. Mẹ ơi, hay là xuống kia đi. Mọi người ơi, em ở xóm La Rau, xã Phủ Lý, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Hiện tại là cả gia đình đang ở trên mái nhà vẫn an toàn ạ. Đây ạ, nước đây, mênh mông biển nước. Tất cả bốn gia đình ở đây hiện tại có 15 mạng người vẫn an toàn. Chắc là trôi nhiều rồi. Mọi người chia sẻ giúp em với ạ. Bây giờ em lạnh quá, tay run. Nó ngập phát vào là nó lở ngay cửa đấy ra mà. Đây ạ, đây. Máy gấp ô tô đây. Còn một con xe ben ở cái đầu chỗ kia nữa. Ngập hết rồi. Không còn gì. Lúc ấy vẫn đứng đến đây. 2 tỷ đồng của em. Nước chào và phát thấy lửa. Tài sản của em bao nhiêu, gỗ lạn à của anh em. Tiền công nợ rẻ chưa trả. Khổ quá mọi người ơi. Mọi người ơi, chia sẻ giúp em với ạ. Ai đang gọi thì tắt đi giúp em với, để em phát trực tiếp một chút ạ. Không, nhà nước không biết thì lại bảo là nhà em nói sai sự thật ạ. Đây ạ. Không cho bắt thổ cư ở trên cao thì bọn em ở dưới thấp, mà ở chỗ này có thổ cư thì ở đây ạ. Tài sản của em đây. Ô tô của em vừa mua gần 600 bạc. Máy gấp em mua mới tinh 270 triệu. Xe ben đây. Bây giờ ngập nước hết rồi. Ba máy xẻ trôi hết hàng hóa. Mấy trăm triệu bạc. Mọi người chưa kịp bốc. Tại vì là công ty chưa cho về, cho nên là mọi người chưa kịp bốc. Bây giờ ngập hết rồi, còn cái gì nữa đâu. Không còn gì nữa. Không cứu được một cái gì. May mấy mẹ con em vẫn an toàn. Bảo ơi, gãy cái này bây giờ. Mọi người chia sẻ giúp em với. Ai cứu được cái gì thì cũng giúp em với. Bây giờ chỉ có máy bay mới cứu được chúng em thôi. Với cái dòng nước này không ai thì cứu được. Mọi người ở trong, ở cuộc sống nghe bán đừng ra vội. Để tí nữa đã, nước rút tiền ra. Bây giờ nước như thế này ra nguy hiểm lắm. Mọi người ơi, bảo thì nghe. Đây, mọi người nhìn đi. Chắc cả ngày mới được mà. Mọi người đừng vội ra cứu ạ. Cứu không cứu được em mà còn mất thêm mạng người. Mình bảo thì phải nghe mình.
Bây giờ chỉ có máy bay mới cứu được tôi, chứ còn con người cano xuồng bè không thể cứu được, nước xoáy lắm. Mấy cái ô tô vẫn đầy đủ ở đây. Tài sản của em không còn một cái gì. Hỏng hết rồi. Em bán một cái xe ô tô, cam kết không ngâm đâm đụng, không ngập nước ạ. Đây mọi người nhìn đi. Bây giờ còn cái gì nữa đâu. Máy gấp lật. Máy gấp lật ngang. Không ạ. Cái tô thì xưởng của em lật hết luôn. Trôi. Không còn một cái gì. Máy xẻ cũng trôi. Máy móc trôi hết, không còn cái gì. Ba máy xẻ.